Theo tỉnh Quảng Nam, đồ án quy hoạch chung xây dựng thành phố Hội An phấn đấu trở thành đô thị loại 2 theo tiêu chí đặc thù vào năm 2030, hướng tới phát triển đô thị thông minh vào năm 2050. Hội An định hướng phát triển đô thị sinh thái, văn hóa, du lịch mang tầm quốc tế, phát triển dựa trên nền tảng dân tộc, hiện đại và bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, có khả năng chống chịu với thiên tai, kết nối đồng bộ với vùng đô thị thông minh của tỉnh là Hội An, Điện Bàn, Tam Kỳ, Núi Thành. Phát triển du lịch thông minh, du lịch xanh, thành phố Hội An sẽ tiếp tục lấy ý kiến các bộ ngành liên quan, lấy ý kiến nhân dân để hoàn chỉnh đồ án quy hoạch, đảm bảo các mục tiêu đã đề ra, tính phù hợp, khả thi, có sự đồng thuận cao.